cho các bạn, mình tên là Thanh Nhã và hiện tại mình đang học khoa học IELTS của trung tâm PK English của Đại học Bách Khoa. Thì lúc đầu mình mới tham gia khoa học này thì mình cảm thấy rất là tự ti về khả năng tiếng Anh của bản thân, và mình không dám đứng trước đám đông để nói tiếng Anh, và mình cũng không biết làm sao để có một phương pháp học cho hiệu quả. Thì sau khóa học này mình rất là may mắn có một giáo viên trẻ trung năng động, ngoài việc dạy trên lớp ra thì cô còn chỉ cho mình cách làm sao để tự học, và cô còn tạo động lực cho mình. Và mình cảm thấy là mình đã phát triển hơn rất là nhiều, mình tự tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình. Mình có thể phát triển được toàn diện các kỹ năng giống như là đọc, nghe nói, đọc viết. Và mình cũng rất là hy vọng các bạn cũng tìm được cho bản thân mình động lực để học tiếng Anh. Và nếu như mà các bạn còn thắc mắc gì về khóa học TOEIC hay là IELTS thì các bạn có thể tới tận trung tâm BK English để được tư vấn và chọn khóa phù hợp. Cảm ơn các bạn.